Ôi, chào bà con cô bác nha. Sớm em lại về thêm em Life City đời 2009, số tự động nha anh chị nha. Em này mua rẻ bán rẻ, hôm qua mấy bữa trước em có bán một em màu đỏ, em bán hai trận tặng là giá 270, 260 gì không nhớ nữa. Em này thì mua rẻ em bán rẻ cho anh chị mình. Anh em đừng hỏi tại sao Thịnh bán rẻ, tại vì Thịnh mua giá rẻ bán rẻ thôi. Em này chủ nhân lên độ depo, độ những cái viền đèn, nói chung cũng tương đối đẹp và chìa khóa lóc cửa đầy đủ của nó luôn. Đó. Số tự động nha anh chị nha, đi chuẩn 123.000 cây, xe chất lên 100%. Đó, xe cộp lắm, mấy cái này thì dơ là chủ nhà chạy dính dơ lum chân chưa, em mua không có dọn cửa mua sao để vậy nha. Dàn ghế da tương đối là ổn định, kính bấm, lóc cửa, gương kính chỉnh điện. Em này thì đồ chơi theo xe rất là nhiều. Hai cửa sau em lóc rồi. Tương đối đẹp nha anh chị nha. Trời tối quá em quay không được rõ. Để ngày mai em sẽ quay chi tiết cho anh chị em mình nhìn nha. 4-5 lớp vỏ thì cũng còn được, tương đối ổn định nha, có gắn thêm áp suất lốp nữa. Có bấm gắn lên cái bộ áp suất lốp ha. Thì giá này mình bán cũng rẻ, bán 235 thôi. Anh em nào mở thì nhắn máy alo và số điện thoại. Cảm ơn anh em nhiều nha. Chúc anh em bà con nhiều sức khỏe, học nhiều may mắn trong công việc nha.